Bây giờ mình sẽ vào để tìm phông chữ 3D. Các bạn sẽ gõ vào thanh tìm kiếm cho mình là Rig Solid như ở trên màn hình. Đây và chính đây chính là hai phông chữ 3D. Chúng ta chỉ cần một cú click chuột là có thể sử dụng. Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cách để tạo hiệu ứng chữ 3D trên Canva. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ dùng phông chữ 3D có sẵn. Mình sẽ viết một chữ bất kỳ như này. Giả sử mình viết chữ là 3D Effect, mình xin phép được nhân đôi chữ này lên. Rồi và bây giờ mình sẽ vào để tìm phông chữ 3D. Các bạn sẽ gõ vào thanh tìm kiếm cho mình là Rig Solid như ở trên màn hình. Đây và chính đây chính là hai phông chữ 3D. Chúng ta chỉ cần một cú click chuột là có thể sử dụng. Ngay lập tức thì bạn sẽ có được kiểu chữ 3D rất là đẹp khi thêm màu sắc vào. Bây giờ mình có thể chỉnh sửa một chút bằng cách là thêm màu sắc vào, tạo hiệu ứng đẹp hơn và một hình màu nền bất kỳ. Đây giả sử mình chọn màu vàng. Đấy, rất là ok rồi đúng không? Vậy là xong cách thứ nhất. Tiếp theo, cách thứ hai thì cũng rất là đơn giản. Mình sẽ viết một chữ bất kỳ ở đây. Giả sử mình viết tên của nước chúng ta, đó là Việt Nam. Và mình sẽ thay đổi phông chữ cho chữ này. Chúng ta sẽ nên chọn một phông chữ in đậm. Đây giả sử mình chọn phông này, Payon One, thì đây cũng là một phông chữ Việt hóa, thì các bạn hãy nốt vào để sử dụng sau này. Và các bạn vào phần hiệu ứng và chọn hiệu ứng là vang. Các bạn chỉ cần tăng mức độ di chuyển và thay đổi hướng là có thể tạo nên hiệu ứng 3D cho chữ. Giả sử mình để ở hướng như thế này và mình thay đổi sang màu đỏ thì sẽ nhìn ngay lập tức là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay được kiểu chữ 3D một cách rõ nét. Ok, vậy là xong kiểu chữ 3D thứ hai. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn kiểu chữ 3D thứ ba, đó là kiểu chữ 3D cầu vồng. Giả sử mình viết một tên người là Anh Thư và mình chọn phông chữ là Lotter. Đây cũng là một phông chữ Việt hóa các bạn ha. Kiểu chữ này thì sẽ dựa trên việc tạo nhiều lớp chữ khác nhau. Và ở lớp chữ đầu tiên này thì mình chọn chữ có màu xanh lam. Tiếp theo các bạn nhân bản chữ để tạo lớp thứ hai và chọn màu xanh da trời nhạt hơn. Và di chuyển để cho hai lớp chồng lên nhau. Sau đó bạn sẽ di chuyển chuột ra nền để bỏ chọn chữ, rồi đưa chuột trở lại vào khoảng trắng của phần văn bản. Mục đích của việc này là để chọn cả khung chữ phía trên. Rồi bạn dùng phím ở phía trên màn hình, phím di chuyển trên màn hình. Mình sẽ dùng phím di chuyển sang bên phải. Bước này sẽ cần phải nhớ đúng là đã ấn bao nhiêu lần phím di chuyển. Ở đây thì mình sẽ ấn 6 lần phím di chuyển sang bên phải. Mình cho to lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái đường viền xanh xanh mờ mờ đúng không? Thì đấy chính là cái lớp ngoài cùng của chúng ta, do là mình đã di chuyển cái lớp bên trên thì cái lớp trong cùng nó sẽ hiện ra. Tiếp theo là mình sẽ ấn phím lên bên trên, cũng là ấn 6 lần. Vậy là xong lớp thứ hai. Tiếp theo mình sẽ nhân bản để tạo lớp thứ ba. Lớp thứ ba này mình sẽ chọn gọi là có màu xanh lá cây. Mình cũng đặt cho lớp thứ ba này trùng vào với lớp thứ hai, rồi mình mới dùng phím di chuyển để di chuyển cái lớp thứ ba trên cùng này sang phía bên phải 6 lần. 6 lần ấn phím di chuyển sang phải và ấn 6 lần phím để di chuyển lên phía trên. Mình phải nhân bản chữ đặt trùng vào với lớp phía trước rồi mới dùng phím di chuyển được, chứ mình không di chuyển bằng chuột được. Và phải làm như vậy để tạo nên cái sự đồng đều cho chữ thì các lớp này nó mới giống nhau được, mới đều được. Tiếp theo chúng ta nhân bản để tạo lớp thứ tư. Lớp thứ tư này thì mình sẽ chọn đó là có màu da cam. Rồi và mình cũng làm tương tự với giống như lớp trước các bạn nhé. Đặt trùng vào với lớp màu xanh lá cây, sau đó thì di chuyển sang bên phải 6 lần ấn phím di chuyển sang phải và 6 lần ấn phím di chuyển lên phía trên. Ok, vậy là xong lớp thứ tư. Rồi mình cho to lên này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ được là các lớp đang chồng lên nhau, hiệu ứng rất là đẹp. Tiếp theo mình nhân bản tiếp để làm lớp thứ tư này, mình sẽ chọn màu vàng. Rồi và cũng tương tự thì chúng ta cho khít vào với lớp màu da cam và dùng phím di chuyển lên trên 6 lần và sang phải cũng là 6 lần. Các bước này thì bạn hãy làm tập trung nhé, để chúng ta có thể ở mỗi lớp thì đều di chuyển được đúng số lượng là 6 lần. Nếu mà các bạn muốn cho cái chữ, muốn cho cái độ dày của lớp này cao lên thì hãy tăng số lần lên là 10 lần hoặc là 15 lần. Còn nếu mà muốn mỏng hơn thì cho thấp xuống. Nên các bạn thử cho to lên để nhìn thì sẽ thấy được là
các lớp của mình đang rất là đều và mình chọn lớp cuối cùng nhân bản để thêm một lớp nữa. Mình chọn màu đỏ và cũng cho khin vào với lớp màu vàng và di chuyển. Mình cũng di chuyển lên phía trên, 6 lần ấn vào nút di chuyển lên phía trên và 6 lần ấn vào nút di chuyển sang bên phải. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong kiểu chữ 3D có cầu vồng. Màu sắc cầu vồng là cái tên mà mình tự đặt cho nó. Các bạn có thể bôi đen để nhóm tất cả các lớp này lại và chúng ta bấm nút nhóm để mình có thể di chuyển được kiểu chữ này. Đó. Vậy là chúng ta đã đi được 3 kiểu chữ rồi. Mình sẽ giới thiệu tiếp tục với các bạn kiểu chữ 3D thứ tư. Các bạn vào phần chọn văn bản và viết một chữ. Mình viết một cái tên, đó là Trung Nguyên. Khá là thích thương hiệu cà phê này. Tiếp theo mình chọn kiểu chữ là Bukhari Script. Đây là một kiểu chữ bán Việt hóa các bạn ạ. Một số từ thì nó có thể viết được có dấu, nhưng mà một số từ thì không. Kiểu chữ này thì cũng sẽ vận dụng là có nhiều lớp. Thì lớp đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn là nó có màu đậm. Mình sẽ chọn có màu đỏ. Rồi, và mình nhân bản lên để tạo lớp thứ hai. Lớp thứ hai này sẽ cùng màu với lại màu nền. Thì mình sẽ chuyển thành màu nền đây và đặt nó trùng khớp vào lớp thứ nhất. Đấy, các bạn thấy gần như là nó hoàn toàn biến mất rồi. Và mình cũng dùng phím di chuyển để di chuyển lớp lớp bên trên lên, di chuyển lên phía trên. Ở kiểu chữ này thì mình chỉ di chuyển lên phía trên thôi. Rồi, đấy các bạn đã thấy là chữ nó bắt đầu hiện ra rồi đúng không? Ok, tiếp theo mình nhân bản để tạo lớp thứ 3. Lớp thứ 3 này thì mình sẽ tạo một cái màu nhạt hơn với cái màu của lớp đầu tiên, nhưng mà đậm hơn màu nền. Nên mình chọn màu da cam và mình cũng sẽ di chuyển nó lên phía trên. Rồi, ok. Tiếp theo mình nhân bản để chọn lớp cuối cùng thì mình chọn màu trắng. Cũng đặt trùng và di chuyển lên phía trên. Các bạn nhớ là chúng ta cũng sẽ di chuyển với ấn nút di chuyển lên phía trên với cùng một con số nhé. Mỗi lớp thì đều cho di chuyển với cùng một những lần ấn phím di chuyển lên phía trên bằng nhau để cho các lớp nó được đều. Ok, vậy là xong rồi đấy. Ta định hình xong các lớp rồi đấy. Tiếp theo thì các bạn vào chọn kiểu. Mình sẽ thử thay đổi màu nền trước. Đây, mình thay đổi màu nền như này. Đấy, thì nhìn nó khá là đẹp đúng không? Và nếu các bạn không biết cách phối màu, có thể vào chọn kiểu và chúng ta dùng các màu sắc ở đây thì Canva sẽ tự phối màu cho chúng ta để ra được các màu khác nhau. Các bạn thấy ok không? Đấy. Đấy, khi mà chọn đúng được cái màu nền thì nhìn chữ rất là rõ luôn, giống như là chữ đang nằm vậy. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu đến bạn một kiểu chữ 3D thứ 5. Đó là một kiểu chữ cũng khá là hay. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn một cái phông nền nó tối một chút. Tối vừa thôi, không thể tối quá được. Tối quá thì nó sẽ rất là xấu. Rồi tiếp theo mình chọn văn bản. Mình sẽ viết chữ đó là warm heart chẳng hạn. Một trái tim ấm áp. Các bạn chọn cho mình kiểu chữ Aduma. Một kiểu chữ nhìn cũng rất là ngộ. Nó hơi bị lỗi rồi, đây mình sẽ chỉnh lại. Rồi và mình sẽ cho to lên này. Ok, và chọn cái độ giãn cách dòng chuyển thành 1 để cho nó gần hơn. Kiểu chữ này thì cần tới 3 lớp. Lớp đầu tiên thì mặc định là các bạn sẽ chọn nó là màu đen. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nhân bản để tạo lớp thứ hai. Lớp thứ hai này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu mà nó cùng dạng màu với màu nền. Tuy nhiên thì mình sẽ cho nó sáng hơn. Đấy. Cùng với màu giống màu nền nhưng mà sẽ cho sáng hơn một chút. Không phải sáng hơn một chút, sáng hơn nhiều đấy. Nhiều và đặt lớp thứ hai này đặt chèn lên trên lớp đầu tiên và sau đó các bạn cũng dùng nút di chuyển để di chuyển lớp này sang phía bên tay phải một chút để cho nó lộ cái đường viền màu đen ra. Rồi chúng ta nhân bản để tạo lớp thứ ba. Lớp bên trên cùng này thì sẽ chọn màu đúng với lại màu nền luôn. Đấy, đúng với màu nền mà chúng ta đặt vào này, các bạn sẽ nhìn thấy. Đó. Ok, và đây là một cái kiểu chữ mà kiểu chữ 3D mà nó giống như là
một cái chữ có rất là mỏng được đặt ở trên một cái nền. Đấy, đây đây là kiểu chữ như thế này. Các bạn có thể tham khảo để dùng cho các thiết kế của mình. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ sang một kiểu chữ 3D nữa. Mình sẽ thêm trang này. Một trang tiếp theo mình sẽ cho nó một cái nền có màu sáng. Vẫn là tông, vẫn dùng tông này tiếp đi. Một nền màu sáng và mình sẽ copy cái chữ ở trên này xuống. Rồi, và chọn chữ này có màu trắng. Kiểu chữ này cũng có 3 lớp và lớp thứ nhất thì mình chọn có màu trắng, nhân bản để tạo lớp thứ hai. Và lớp thứ hai này mình sẽ để là màu đen, cũng đặt trùng lên và sau đó thì di chuyển sang bên phải một chút. Rồi, ok, và mình sẽ nhân bản để tạo lớp thứ ba. Vậy lớp thứ ba này thì mình sẽ chuyển sang màu cũng là màu trắng và đặt trồng lên. Mình sẽ di chuyển lớp thứ ba trên cùng này sang phía bên tay trái. Nếu như lớp thứ hai mình di chuyển sang phía bên tay phải thì lúc này mình sẽ di chuyển sang phía bên tay trái. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu ứng nó sẽ hiện lên như thế này. Vậy là xong, mình đã giới thiệu tới các bạn khoảng 6 kiểu chữ 3D trên Canva. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem lại các thành quả. Ok, và chúc các bạn thực hiện kiểu chữ 3D trên Canva thành công. Hãy ấn nút subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải nhé.